chào mừng các bạn đã đón xem mùa 2 của bộ truyện phương pháp từ chối sự ám ảnh của chồng cũ. ở mùa trước, à thánh nữ Seo Yun đã bấm vào một chương trình kỳ lạ giúp à ta trở về với trái đất. nhưng theo quy tắc của trò chơi đó, một sự kiện ngẫu nhiên sẽ phải diễn ra ở thế giới này. đó chính là sự xuất hiện bất thường của những con ma thú và dinh thự Glossy là nơi đầu tiên bị chúng tấn công. Irene đã tự lấy thân mình làm mồi nhử để mẹ mình di rời tới nơi an toàn. đứng trước con ma thú hình mặt bò, Irene đã can đảm chiến đấu tới cùng cho đến khi CL lao tới ứng cứu. Liệu Irene sẽ chấp nhận tình cảm của anh chồng cũ này một lần nữa hay không? Các bạn hãy dành 3 giây bấm đăng ký kênh Chloe Review và bật thông báo để đón xem những phần mới nhất nhé. Giờ thì xem chuyện thôi nào. CL tiếp tục giải phóng ma lực của mình và bắn thẳng vào con ma thú kết thúc đòn cuối. Ngay sau đó, nam tước Glossy cũng đã tới nơi để ứng cứu. Jin, ta đến rồi đây, cơ mà CL giải quyết hết chỗ này rồi còn đâu nữa. Nhưng nếu anh không nhanh tay hơn thì đã không cứu được vợ yêu trước ông ấy rồi. Seo chép miệng cảm thán. Ta phải làm gì khi có ông bố vợ là một bậc thầy kiếm thuật đây? Irene thầm nhủ. Bố vợ nào? Đã kết hôn đâu mà gọi tào lao vậy trời? Sự việc nhanh chóng kết thúc vào buổi tối. seo đưa vợ yêu về dinh thự nhà mình. Irene đáp xuống phòng ngủ một cách nhẹ nhàng. Cô nhìn lại Seo mà thầm nhủ. Nhờ có anh ta mà mình mới có thể trở về dễ dàng. Cơ mà anh ấy có nên dùng nhiều ma lực như thế này không? chắc hẳn để thu phục con ma thú kia cũng đã dùng phép rất nhiều rồi. Định mở lời nói gì đó thì Ciel đã lên tiếng trước, Irene à. Ciel đỏ mặt quay ra đòi hỏi, em có thể quy định cho ta không? Irene dù không muốn nhưng vẫn đành phải chấp nhận yêu cầu này, đưa tay cho tôi. Ngồi trên chiếc giường, cô bắt đầu tập trung sức mạnh để giải phóng aura. Luồng sáng xanh êm dịu tỏa ra từ bàn tay của hai người. Ciel ngay lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng mới đang chảy vào cơ thể mình. Cả cơ thể anh khoan khoái khi được chữa lành bởi cô. Cảm ơn em, giờ anh ổn rồi, Irene. Nhưng seo chợt giật mình nhận ra. Vợ yêu của anh đang đỏ mặt tránh né. Nếu nghe kỹ thì có thể thấy tiếng tim đập như một cái trống của cô ấy nữa. Em yêu à, Irene giận người câu có mắng mỏ. Đừng có gọi tôi như thế. Nhưng seo vẫn tiếp tục gọi cô như vậy và trao cho nàng ấy một nụ hôn. Irene bị bất ngờ liền lập tức đỏ bừng cả mặt. CL dặn dò và rời đi. Hãy nghỉ ngơi đi nhé. Cả ngày nay em vất vả rồi. Bỗng Irene gọi anh lại. Ciel. Hửm. Sao vậy? Chưa kịp nói gì. Cổ áo của anh đã bị cô kéo lại. Irene thầm mắng gã đàn ông này. Tôi ghét anh. Nhưng miệng thì vẫn bạm chặt đôi môi của Ciel. Bản chất của Weeding là truyền aura để chữa lành cho Esper. Và nếu Esper càng tiếp xúc thân mật với Weeder của mình, aura càng lúc truyền đi mạnh mẽ theo bản năng. Nhưng ham muốn từ đó cũng dần bộc lộ nhiều hơn. C. Ciel. Chẳng thể ngờ là tên chồng này lại đột ngột đẩy cô xuống như vậy. Nhưng Irene đã phát hiện ra một điều. Dù anh ta không nói gì, nhưng ánh mắt đó nói cho mình biết rằng anh ta đang muốn mình tới tuyệt vọng cỡ nào. Mình vẫn không có ý định lặp lại cái quá khứ đó, nhưng mà, nếu thời gian trôi đi và Ciel đồng ý, sẽ ra sao nếu chúng ta là hai người có cùng một quá khứ mà chẳng thể nói cho ai biết? Nếu vậy thì, mình có thể hiểu cảm xúc kỳ lạ này của mình. Ngày hôm sau, dinh thự Crossy bỗng vang lên một tiếng hét inh ỏi. Nhìn, mẹ con đã kể cho ta nghe hết rồi, sao con có thể liều lĩnh đối phó với con ma thú thay vì chạy đi hả, nếu xảy ra chuyện không hay thì phải làm sao? Cơ mà sau khi của trách một hồi, nam tước Glossy đã không kiềm lại được mà bày vẻ mặt cún con, tạ ơn trời là ngài công tước đã ở gần đó và kịp thời cứu con. Cơ mà ta tự hào về con lắm, để ta ôm đứa con gái tuyệt vời này đã nào. Người mẹ thấy một màn này mà cạn lời, chẳng phải mình đã nói là sẽ mắng zin một trận rồi sao, Irene thấy vẻ nghiêm nghị của mẹ thì trột dạ. Bởi cô biết gia đình của cô, đặc biệt là người mẹ, không bao giờ muốn đánh mất cô thêm một lần nào nữa. Nhưng rốt cuộc thì Irene xông vào đánh nhau với con ma thú chỉ để bảo vệ những người thân yêu của mình mà thôi. Phu nhân Closi không trách mắng con gái mà khen ngợi, điều đó khiến Irene rất bất ngờ. Ta đã thấy con luyện tập vất vả như thế nào và ta tự hào vì con đã dũng cảm bước lên phía trước để bảo vệ gia đình của mình. Irene nở một nụ cười hạnh phúc, Vậy là mẹ của cô đã chấp nhận cô rồi. Con cảm ơn mẹ ạ. À. Cả nhà thấy cô xúc động như vậy thì mỉm cười động viên. Anh David còn hứa sẽ giúp cô nâng cao kỹ thuật bắn cung mỗi ngày kể từ giờ nữa. Bỗng ở phía bên này có tiếng vỗ tay. Thì ra là Ciel. anh tiến tới ngỏ lời. Sao không để chuyện đó cho ta nhỉ? Nam tước Glossy và ngài David chắc sẽ bận rộn trong việc xử lý những thiệt hại do lũ ma thú gây ra lắm. Người cha câu có thẳng thừng từ chối. Đó là một lời đề nghị hào phóng nhưng tôi không thể giao phó con gái mình cho người ngoài chỉ vì bản thân bận rộn được. Ciel nhạt nhạt trả lời. Một ngày nào đó ta sẽ không còn là người ngoài nữa đâu. Irene thấy thái độ thách thức này của anh thì thở dài nặng nhọc. Thưa công tước à, chưa kịp ngăn Ciel lại thì người cha đã ôm lấy con gái mình và hết mực bảo vệ. Với tất cả lòng kính trọng, tôi không nghĩ đây là một nơi thích hợp để bàn chuyện đó lúc này đâu. Như ngài nói, chúng tôi sẽ bận rộn điều tra ra hậu quả của làn sóng ma thú, vậy nên chúng tôi sẽ gửi lời mời trang trọng cho ngài vào lần tới. Dạo bước trên một khu phố cùng Ciel, Irene suy nghĩ về những hành động của cha vừa rồi. Chưa bao giờ cô thấy ông ấy hành xử một cách cứng đầu như vậy. Mà cũng khá lâu rồi cô mới thấy Ciel tỏ ra chán trường như thế. Đang không hiểu vì sao lại đi theo sau Ciel thì cô bỗng thấy một cậu bé đang ngơ ngác vì bị lạc đường. Ô, cậu đang chờ chúng tôi sao? Cậu Aiden. Aiden nghe thấy tiếng chị đẹp thì mặt mày vui như hoa. Ôi, tiểu thư Irene. Bỗng cả người cậu cho đảo và đau đớn, Irene nhanh chóng lao vụt tới để đỡ Aiden lại. Thì ra ở đây có quá nhiều người nên cậu không thể ngừng nghe thấy những âm thanh trong đầu họ. Irene liền bảo cậu bé chờ ở đây để cô đi gọi xe ngựa. Cô chạy ra chỗ Ciel và gặng hỏi, có phải em trai của ngài cũng là một Esper không? Ciel nghe vậy thì có chút trột dạ, sao cờ? Irene bồi thêm, nhìn cái cách mà cậu bé tỏ ra quá cảnh giác đối với người khác. Thường thì đó là triệu chứng của các Esper ngoại cảm. Ciel mở miệng vì bất ngờ, ta có thể nói được gì nữa đây? Ta biết là em sẽ nhận ra mà. Irene bụt miệng cảm thán. Ôi trời ơi, thật sao, nhưng cuốn sách đó đâu có đề cập đến. CL nói ra luôn tên của tựa sách đó. Tôi trở thành nhân vật chính khi du hành tới chiều không gian khác. Ta cũng đã đọc cuốn sách đó. Irene mở tròn mắt bất ngờ. Này, cũng đã đọc cuốn sách đó sao? CL đáp, phải, ta đọc nó mỗi lần em đi ngủ khi chúng ta còn ở Hàn Quốc. Đó là cuốn sách mà Seo Yoon đã giới thiệu cho em. Vậy nên ta đã xem qua vì nghĩ rằng nó khá phổ biến ở thời điểm ấy. Cuốn sách đó lấy bối cảnh của đế quốc Stern, cơ mà cốt truyện thì tào lao hết. Cái cách mà Seo Yun xuất hiện tại đế quốc Stern như là một đầu duy nhất, một Esper là ta đã xây đắm cô ta như thế nào và nỗ lực tới tuyệt vọng để biến cô ta trở thành của mình ra sao. Rồi ta đã phản bội Hoàng Thái Tử vì cậu ấy cũng xây đắm cô ta. Và cái cách mà ta phải chết vì bị nổ tung nữa, tất cả những thứ đó thật là ngớ ngẩn. Ta được miêu tả như là kẻ phản diện trong cuốn sách đó vậy. Irene tròn mắt kinh ngạc, anh ta chưa bao giờ nói chuyện này cho mình biết cả. Sao Seo Yoon lại giới thiệu cuốn sách này cho cả Seo nữa nhỉ? Đó chỉ là một cuốn sách bình thường ở Hàn Quốc, nhưng nội dung trong đó đang hoàn toàn xảy ra ở Đế quốc Stern này. Cô ta không nhận ra Seo có thể bị tổn thương khi biết được nội dung của nó hay sao? Hay là cô ta định sử dụng cuốn sách này như là một lời tiên tri để giữ Seo ở bên cạnh cô ta? Mình chưa bao giờ nghĩ rằng Seo Yun lại muốn hành hạ Seo như vậy, nhưng nếu đó là sự thật. Vậy thì Seo không thể mỉm cười với mình khi ở Hàn Quốc là vì anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Một tiếng chửi thề bỗng được thốt lên, con khốn đó. Seo bỗng thấy vợ yêu hôm nay và miệng thì mặt mày hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi, ai cơ, Seo Yun á, Irene giật mình nhận ra mình đã lỡ tung mỏ hỗn. Cô khua chân múa tay định giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ thấy trong không gian có tiếng cười lớn của Seo. Ha ha ha. Irene thấy gã chồng kia như vậy thì vừa tức vừa xấu hổ, được lắm, cứ cười đi. CL cười tới rớt cả nước mắt, "A, à, ta xin lỗi, chỉ là em chẳng hề thay đổi gì cả." Irene càng thêm ngượng ngùng, vậy mà cô cứ nghĩ là mình thay đổi nhiều rồi ấy, cô cố gắng đánh chống lảng sang chuyện khác. Irene cho rằng anh nên đặc biệt để tâm tới Aiden, vì trong quá khứ, những esper ngoại cảm như cậu bé thường bị đem tới các quốc gia khác để làm gián điệp, hoặc biến mất mà không một chút dấu vết. Nhắc tới Aiden, cô ngượng ngùng và bảo rằng nên quay lại xe ngựa để cậu bé không khỏi chờ lâu. Bỗng Ciel gọi tên cô, Irene, Irene quay lại hỏi, hửm, có chuyện gì sao? Chỉ thấy bàn tay của anh vươn ra và tóm lấy cô. Chưa kịp định thần thì gã chồng này đã ôm Irene từ phía sau rồi. Irene hai má đỏ bừng chẳng hiểu chuyện gì, gì, Ciel. Công tước thủ thỉ, Irene à, ta biết em đang sợ điều gì, nhưng em không cần lo lắng nữa đâu. Đây là đế quốc Stone, không phải là đất nước Hàn Quốc. Bàn tay của người đàn ông trở nên run rẩy, điều đó khiến Irene cảm nhận được anh ấy đã quan tâm cô tới nhiều nào. Ciel nói đúng, đây không phải là Hàn Quốc nữa. Trong một thoáng, chốc mình đã nghĩ rằng đây là ở Hàn Quốc, vì mình đã chạm chán với con ma thú đó ở trong quá khứ. Hơn nữa, ngay từ đầu mình chỉ biết có hai Esper duy nhất ở thế giới này là Ciel và Hoàng Thái Tử. Sao mình cứ chỉ gợi lại quá khứ đầy tuyệt vọng đó nhỉ? Irene à, Ciel lại cất tiếng gọi cô. Anh vùi mình vào bờ vai nhỏ bé của Irene mà dịu dàng nói, ta hiểu rằng em không còn là Seo Hyun nữa và vì sao em lại muốn tránh mặt ta. Nhưng trên tất cả, ta không muốn em bị tổn thương bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa, ta cũng đã chấp nhận em là Irene rồi. Vậy nên em không thể đẩy ta ra xa chỉ vì lý do trong quá khứ được đâu. Giờ em là con gái cưng của gia tộc Grossi, người sẽ trở thành một công tước phu nhân, còn ta. Seo dịu dàng nắm lấy lọn tóc của cô, rồi thơm lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Ciel nhìn thẳng vào mắt cô, hai má ửng hồng nói lời thẳng thắn, "Ta là một tên ngốc không thể sống thiếu em." Irene nghe những lời mật ngọt đó mà cả mặt nóng bừng, nhưng cô vẫn còn vướng bận những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ngày đó, khi hai người còn sống cùng nhau trong căn chung cư, Hyon vẫn luôn lẽo đẽo theo sau Ciel, điều đó khiến anh không khỏi khó chịu. Ciel bực mình quay lại nhìn cô ấy, "Cô còn theo ta đến khi nào nữa?" Hyon giật mình, ánh mắt cô như dại đi, Siêu lẩm bẩm trong miệng, cô nghĩ rằng ta là một tên ngốc không thể làm gì khi không có cô sao. Seo Hyon cố gắng biện minh, không, không, em chỉ. Chưa kịp nói gì thêm, Seo bực mình thở hát khiến cô dùng mình. Anh quay người rời đi, còn không quên để lại một câu, thôi bỏ đi. Seo Hyon bị anh bỏ lại thì vô cùng tủi thân. Ngay kể cả bây giờ khi nhớ tới chuyện ấy, lòng cô vẫn có một chút buồn. Trở lại dinh thự Crossy, Irene tự nhủ rằng sẽ nghe lời CL mà không so sánh Hàn Quốc với đế quốc Stern nữa, nhưng có một câu hỏi mà cô vẫn luôn thắc mắc. Thánh nữ duy nhất ở đế quốc này được nhắc trong cuốn sách là Seo Yun, vậy thì tại sao mình lại thức tỉnh với năng lực của Wider? Cả Aiden và Morgan cũng thức tỉnh năng lực của Esper nữa. Đó giờ chỉ là một giả thuyết thôi nhưng có lẽ. Irene phóng tầm mắt nhìn bao quát lãnh địa của mình, nơi này còn nhiều người thức tỉnh năng lực của Esper và Wider. Nhưng vì những thông tin về bọn họ còn quá ít, nên các Esper có thể biến mất mà không một ai hay biết. Họ bị nổ tung như Ciel đã từng, bởi vì không nhận được năng lượng từ Wither, người có thể chữa lành cho họ. Sau cùng thì, Wither cũng chỉ là một người bình thường trong thế giới mà không có Esper. Irene chua xót nắm chặt bàn tay của mình, nghĩ nhiều chỉ tổ càng thêm đau đầu, hơn nữa. Irene lại nhớ tới những lời mà người đàn ông đã nói. Nhưng trên tất cả, ta không muốn em bị tổn thương bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa. Irene ngơ ngẩn tự chạm vào môi mình, mình cần phải nhớ những gì mà Ciel đã nói. Nhắc tới gã chồng đó, cả mặt Irene lại đỏ bừng. Mình, mình đang nghĩ cái gì vậy hả? Mấy lời của anh ta chẳng liên quan gì tới mình nữa. Mình, mình nghĩ quá nhiều vì không tập luyện đủ rồi, tốt nhất là trở về phòng và tiếp tục tập luyện thôi. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên, "Irene." Irene khựng lại và gặng hỏi, "Morgan ư?" Anh chàng đỏ mặt và mở lời, "Cô có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cô." Morgan sẽ nói chuyện gì với Irene đây? các bạn hãy đón xem ở phần sau nhé